có đôi vui. Ê, nhìn này. Ôi xời, cũng được rồi. Quay mấy anh làm xe. Đâm mặt làm ít yêu mon nó kêu thằng mon cái chít nha. Vừa rồi thì đất xích các bạn, con bây giờ là ô xe bò này, sắt xe bò thế này. Xe bò bạn, đó 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 xe bò bạn. Xe bò này mới. Xe công nông chơi quạt tải. Hồi xưa mình đi làm. Ô xe công nông mình chơi cà phê quạt tải. Đây này các bạn, anh đèn đèn mới về bộ đội các bạn ạ. À, trôn về các bạn ạ. Hả? Ok, xe cái đốt lửa mới mới nấu các bạn. Rồi mi rum gần các bạn thấy không? Đốt lửa các bạn. Đó, thay lửa các bạn. Chắc bạn thấy à? Đó đó. Đốt lửa vẫn không nổ các bạn ạ, thấy chưa? Nhìn mặt anh ấy buồn quá. Xe cũng nông đời mới. Xe cũng nông đời mới. Ê, mày thèm xe ông cậu ấy hả? Thèm mày mua đi, bán rẻ cho 100 triệu. Thấy các bạn, xe kia rất đẹp, thấy chưa các bạn? Rất là đẹp luôn, đẹp lách luôn các bạn ạ. Có anh lúc lắc này. Supra rồi các bạn. Đó đó đó. Nhiệt luôn. Chết đi. Bằng cua vậy. Đây là lò xo người ta cứ nói tôi yêu em cần hul, tôi yêu em cần cro, tôi yêu em cần bọt. Xe công nông đời mới. Chiếc xe công nông đời mới đã bị hư ngay dốc ở Búng Ninh các bạn. Tối đây các bạn ạ, thế nó mờ mờ kìa. Trời nó tối sầm om rồi các bạn. Người ta mở đèn rồi. Đó, bây giờ là sửa xe mất thời gian một tiếng tại vì tháo đồ nghề rầm rạp quá các bạn, thế nên bây giờ nó lâu một tiếng đồng hồ. Đây là mình bật ánh sáng hết cỡ mình quay các bạn. Từ ra thì tối lắm các bạn. Thôi mong các bạn ủng hộ kênh của mình nhé. Các bạn nhớ làm subscribe hộ kênh của mình nhé. Bây giờ mình đi thôi, let's go.
được. Đàn ta mẹ, ta con mẹ. Giờ về tới nhà rồi anh em ạ. Đó, hôm qua ngủ bên kia luôn, bên lò luôn các bạn. Sáng hôm nay về. Đó, mong các bạn thấy video mình tội nghiệp, anh em chúng mình nhớ like và share, nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo.